đội tuyển Đức khai mạc Euro 2020 bằng chiến thắng bốc lửa trước Scotland. Chào mừng các fan hâm mộ bóng đá đến với lễ hội lớn nhất châu Âu Euro 2020. Và mở màn cho bữa tiệc bóng đá này chính là đội tuyển Đức, với màn trình diễn không thể chê vào đâu được trước Scotland trên sân Allianz Arena vào sáng ngày 15 tháng 6. Đúng vậy, các bạn không nghe nhầm đâu. Đức đã lập kỷ lục mới với trận khai mạc có tỷ số cách biệt lớn nhất trong lịch sử Euro. Ngay từ những phút đầu tiên, các chàng trai Đức đã làm nóng sân cỏ với phong độ tuyệt vời. Florian Wirtz, chàng trai vàng 21 tuổi, đã nhanh chóng mở tỷ số ở phút thứ 10, trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử đội tuyển Đức ghi bàn tại vòng chung kết Euro. Chưa kịp hít thở, chỉ 10 phút sau, Jamal Musiala, cũng mới 21 xuân xanh, đã khiến lưới của Scotland phải rung lên lần nữa. Cứ như thế, người Đức tiếp tục nấu chín trận đấu với bàn thắng thứ 3 của Kai Havertz từ chấm phạt đền ngay cuối hiệp 1. Chỉ trong 45 phút, Đức đã kiểm soát bóng tới 65%, thực hiện 20 pha tấn công và tung ra 339 đường chuyền với độ chính xác thần sầu 93%. Scotland, trong khi đó, có vẻ như chỉ đến để ngắm cảnh khi họ không thể tung ra cú sút nào trong suốt hiệp 1. Tình hình còn tệ hơn khi Ryan Porteous bị đuổi khỏi sân vì cú đạp vào chân Ilkay Gundogan, dẫn đến quả phạt đền cho Đức. Hiệp 2 không khác gì một cuộc dạo chơi của Đức khi họ tiếp tục kiểm soát thế trận. Thủ môn Manuel Neuer hẳn đã có một buổi tối dễ dàng khi không phải đối mặt với bất kỳ pha dứt điểm nào từ đối thủ. Niklas Füllkrug vào sân thay Havertz đã có màn chạo sân Euro bằng cú sút mạnh mẽ, ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0. Dù sau đó một bàn thắng nữa của anh bị hủy do lỗi việt vị, nhưng anh cũng không phải buồn lâu. Scotland cuối cùng cũng có một bàn thắng nhờ sự trợ giúp đắc lực từ Antonio Rudiger, người vô tình phản lưới nhà. Tuy nhiên, Emre Can đã đóng hòm trận đấu bằng cú sút xa tuyệt đẹp, ấn định chiến thắng 5-1 cho Đức. Kết quả chung cuộc, Đức 5-1 Scotland. Các cầu thủ ghi bàn: Đức, Wirtz, Musiala 19, Havertz 45, 81, Ken 90+3, Scotland, Rudiger, phản lưới, đã suy nghĩ cá nhân. Một màn khai mạc hoành tráng không chỉ khẳng định sức mạnh của đội tuyển Đức mà còn làm Đức lòng người hâm mộ. Chiến thắng này cho thấy Đức không chỉ mạnh về kỹ thuật mà còn cực kỳ bền bỉ và chiến lược. Dù sao đi nữa, bóng đá luôn đầy bất ngờ và kịch tính. Và chính điều này đã khiến chúng ta mê mẩn môn thể thao vui này. Hãy cùng chờ đợi những diễn biến hấp dẫn tiếp theo của Euro 2020 nhé! Nhé! Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để lắng nghe. Nếu thấy thông tin mình chia sẻ có giá trị, đừng ngần ngại bấm like, share và đăng ký để tạo động lực cho mình duy trì kênh nhé. Chúc các bạn nhiều sức khỏe, thành công và may mắn.